Xin chào các bạn, mình là Bếp Hưng. Mình đang sinh sống ở Cộng hòa Liên bang Đức. Mình rất tự hào về bóng đá và ẩm thực Việt Nam. Chiếc áo này mình đã may mắn mua được năm 2017 khi đội tuyển sang thi đấu giao hữu ở Đức. Xin chúc đội tuyển Việt Nam luôn thắng lợi và thành công. Xin chào các bạn, hôm nay thời tiết rất là dễ chịu. Nắng đẹp và hoa quả trong vườn cũng đã chín. Mời các bạn đến khu vườn của mình để cùng thu hoạch hoa quả. Và hôm nay thì chúng ta sẽ thu hoạch quả nho chuỗi ngọc như theo cách gọi ở nhà. Và ở bên này, ở Đức thì đây là một loại quả họ dâu tên là Johannisbeere. Loại quả này mọc thành từng chùm như chuỗi ngọc, mà khi chín thì màu đỏ. Và loại cây này thì nó không cao lắm, nó như là một dạng bụi và xòe tán rộng. Mỗi năm khi mà quả này chín thì vào khoảng từ tháng 5 đến tháng 6 là ta có thể bắt đầu thu hoạch. Như cây trong vườn của nhà mình thì mỗi năm được khoảng 2 rổ đầy, khoảng tương đương khoảng 2 đến 3 cân quả. Và mỗi lần thu hoạch là có thể dùng cho cả nhà trong suốt mùa hè. Loại quả này rất là chua, nhưng khi pha với nước thì chúng ta sẽ có một loại đồ uống rất là ngon và mát. Vị của nó thì khá là thơm, nó hơi gần giống nước sấu, nhưng nó không có vị chát như nước sấu. Có một vị rất là thanh và dễ chịu. Loại quả này khi pha ra nước thì màu sắc của nó rất là đẹp. Nó có màu rose, màu hơi phớt hồng và nhìn trông rất là ngon mắt. Ở Đức thì loại quả này người ta thường dùng để làm mứt ăn với bánh mì, giống như các loại họ nhà dâu khác. Nhưng vì nhà mình thì ít khi ăn cái loại mứt đấy, nên chủ yếu là gia đình mình thường để làm pha với nước để uống sinh tố, làm kem hoặc là làm bánh ngọt. Cây trong vườn nhà mình thì nó cũng không cao lắm, nhưng mà mỗi lần thu hoạch là được khoảng 2 rổ. Chính vì thế cho nên là nhiều khi không ăn không hết, cho nên là cách thông thường gia đình mình hay làm đó là thu hoạch sau đó thì sẽ xay ra và lọc lấy thịt của quả, sau đó sẽ đóng đá và dùng dần cho cả mùa hè. Với cách làm này thì vừa đơn giản vừa hiệu quả. Thứ nhất là chúng ta sẽ không sợ quả để lâu sẽ bị hỏng. Thứ hai là chúng ta có thể chủ động bất kỳ lúc nào khi gia đình mình cần sử dụng thì chúng ta cũng có thể có ngay.
Sau khi thu hoạch xong thì các bạn nhớ rửa sạch và để ráo nước. Sau đó chúng ta sẽ cho vào xay. Lúc xay thì chúng ta cũng chỉ cần để ở số thấp nhất là số 1 để tách thịt, quả và hạt. Các bạn cũng có thể cho luôn đường vào xay cùng với quả hoặc là không, tùy theo sở thích của mỗi người. Và nếu thích thì sau khi chắt được cái phần cốt của quả thì chúng ta có thể pha thêm nước để lọc thêm lần thứ hai. Khi lọc bã quả, nếu chúng ta xay kỹ quá thì cái phần hạt và phần vỏ nó sẽ bị lọt xuống dưới. Đó chính là lý do vì sao mình lưu ý với các bạn là chỉ cần xay ở số nhỏ. Và cuối cùng sau khi xay xong thì cái phần nước cốt chúng ta sẽ cho vào những khay đá. Và đây là đồ uống của chúng ta cho mùa hè được mát mẻ hơn và tăng cường thêm vitamin C cho các thành viên trong gia đình. Nếu thích, các bạn có thể cho thêm đá để cho mát hơn. Và cuối cùng, mình xin chúc các bạn có một mùa hè nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và hẹn gặp lại các bạn ở những lần sau.